Em mới về thêm viên nam châm hình vuông, kích thước là 10x10x10mm, nam châm đất hiếm được hút mạnh. Những viên nam châm này thì đều được mạ Liken sáng bóng, chống ăn mòn các bạn nhé. Nam châm được hút rất là mạnh. Các bạn có thể nghe thấy tiếng khi nam châm nó hút vào thì nó tạo ra một tiếng động rất là đanh. Nếu những cái viên nam châm mà được hút mạnh thì nó các bác có thể nghe và cảm nhận được cái lực hút của nó luôn nhé. Cái lực hút của nó là rất là mạnh. Viên nam châm thì được sử dụng trong lắp đặt trong các thiết bị về công nghiệp, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng để làm đồ chơi xếp hình. Viên nam châm này thì được sử dụng làm đồ chơi để tạo thành những cái hình dạng hình khối cho các bé. Okay.